hồng dương chiếu, đàn em bé tung tăng đùa hát vui bên thềm chùa, tiếng cười hồn nhiên êm đềm như mơ, lòng bỗng thấy yêu thương đời các em trong tuổi xanh, tâm hồn trong trắng từng em bé hân hoan vào thắp hương lên Phật đài, chắp nhẹ đôi tay mắt nhìn xa xăm, cầu phước bao trên cao về với cha yêu mẹ hiền. Ôi thương quá tiếng hát của đàn bé ngây thơ, là tiếng sơn ca cho ấm áp thêm cõi đời, chiều dần tan trầm lắng tiếng chuông ngân dài, lòng nguyện cầu hạnh phúc đến cho muôn loài, mong đàn em bé ngày sau lớn khôn lên lần bước đi trên đường đời, tâm hồn bao la tim tràn yêu thương, để góp những đôi tay làm sáng tươi cho cuộc sống, để xóa bớt đau thương chồng chất lên thân phận người, tâm hồn bao la tim tràn yêu thương, để góp những đôi tay làm sáng tươi cho cuộc sống, để xóa bớt đau thương chồng chất lên thân phận người. Góc nhỏ Phổ Quang. Năm Chân Thanh 15 tuổi, thầy cho chú và Chân Hòa xuống học lớp sơ đẳng ở trường Phật học Phổ Quang. Trường sơ đẳng Phật học Phổ Quang là cơ sở sinh hoạt của phái Lục Hòa Phật tử Việt Nam do sư ông Hải Tràng sáng lập. Mọi sinh hoạt ở đây đều được khép vào một quy củ rất nghiêm ngặt. Hôm sư phụ Thiện Thọ đưa Chân Thanh và Chân Hòa đến chùa gặp thầy Thiện Thông, vị trụ trì kim giám diện. Thầy Thiện Thông nhìn hai chú mỉm cười hỏi: "Mấy chú học thuộc hai đường công phu và bốn quyển luật trường hàng chưa?" Chân Thanh lý nhí đáp: "Dạ rồi." Thầy bắt bí: "Vậy nhập chúng đệ mấy?" Chân Thanh nhìn sang Chân Hòa, thấy bạn chưa có phản ứng gì, chú đáp luôn: "Mô Phật đệ tứ." Thầy nhìn vào Chân Thanh hỏi tiếp: "Phàm tại xứ, thụy bất tại nhân tiền, khởi bất tại nhân hậu, mấy chú hiểu không?" Chân Thanh lễ phép: "Mô Phật, ở Phật học viện ngủ không được trước người, dậy không được sau người." Độc đáo ở chỗ chữ phàm tại xứ, lẽ ra phải dịch là phàm ở chốn này, chú lại nói là ở Phật học viện, vừa phù hợp với bối cảnh, vừa tỏ ra hiểu ý thầy giám diện muốn răn dạy. Những điều này khi còn ở Phước Lâm, mấy chú được sư phụ dạy rất kỹ, nhất là trước hôm lên đường, sư phụ còn dạy nhiều kinh nghiệm ở chúng. Ở chúng không đơn giản như ở chùa một thầy dài ba trò sống với nhau. Ở chúng đòi hỏi mình phải tự ý thức nhiều hơn, phải biết thức khuya, dậy sớm, chăm lo kinh kệ, học hành, sống sao cho vui lòng huynh đệ, phải biết học tập những cái hay, cái tốt của mọi người. Thầy còn chu đáo mời các vị thầy lớn về, tổ chức một đàn tràng thật trang nghiêm cho các chú được thọ phương trượng sa di giới trước khi rời chùa đi học, để khỏi mặc cảm với huynh đệ rằng mình chỉ là một sa di đuổi quả, và cũng để cho các chú ý thức được rằng mình đã lớn, xa thầy thì phải biết tự lực mà tu học. Bổn sư Thiện Thọ được mệnh danh là ông thầy giáo Tân Uyên, nổi tiếng dạy học trò nghiêm cẩn. Nghe Chân Thanh trả lời suôn sẻ và thông minh, thầy giám diện mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Thầy giới tay lấy cái linh chuông nhỏ để trên bàn rồi rung lên mấy cái. Hồi linh vang lên lanh lảnh, Chân Thanh hiểu là thầy đang gọi chú thị giả vào. Lệ ở chùa, khi thầy trò chuyện, nhiều khi thị giả được phép ở lại vừa hầu nước vừa nghe chuyện để học hỏi, nắm bắt công việc. Nhưng cũng có lúc thị giả phải đi ra ngoài để giữ phép, đến khi nghe thầy rung linh thì mới chạy vào. Ở Phước Lâm, sư phụ Thiện Thọ cũng có một cái linh như thế. Mỗi khi sư phụ rung linh thì y như rằng chân hậu dù đang làm bất kỳ việc gì cũng để lại đó, ba chân bốn cẳng chạy vù lên phòng thầy.
Thị Giả là một chú sa di còn khá trẻ, nhỉnh hơn Chân Thanh độ 3-4 tuổi, là thị giả của sư ông Diện Chủ, kim luôn việc hầu thầy giám diện, tên chú là Minh Huệ. Minh Huệ bận chiếc áo giạt hò màu lam sạch sẽ, dáng người dong dỏng cao và gương mặt trông rất lanh lợi. Chú chắp tay khẽ cúi chào khách rồi cung kính đứng sau lưng thầy giám diện. Thầy dạy, đây là thầy Thiện Thọ đến xin cho hai chú nhỏ được nhập chúng để theo học lớp sơ đẳng Phật học. Chú đưa thầy lên gặp sư ông, luôn tiện để hai chú đảnh lễ sư ông trước khi xuống đảnh lễ đại chúng. Minh Huệ cúi đầu xá thầy Thiện Thọ, thỉnh thầy đi trước, rồi nhường lối luôn cho Chân Thanh và Chân Hòa. Chú đi sau cùng. Khi đi ngang qua con đường nhỏ có bờ râm bụt bên phải chánh điện, Minh Huệ bước lẹ lên ngang với Chân Thanh hỏi nhỏ, lúc nãy thầy giám diện có nói chỗ cho mấy chú nghỉ chưa? Chân Thanh ngơ ngác lắc đầu, vì chú không biết rằng như vậy là thầy giám diện đã đồng ý cho hai chú nhập chúng. Chắc là thầy quên đó, để lát nữa tôi chỉ chỗ cho. Minh Huệ thân thiện nói, ngồi thất nơi sư ông Hải Tràng ở gọn nhỏ, đồ đạc lại có vẻ cũ kỹ nhưng ngăn nắp, một cái đơn gỗ thấp, hai chiếc tủ kinh, một cái bàn làm việc, giữa phòng là một tấm thảm màu xanh thẫm trải ngay ngắn trước bàn Phật nơi sư ông vẫn thường xuyên lễ lại. Khách đến ngồi trên tấm nệm mỏng đặt phía cửa sổ, bên chiếc bàn trà thấp. Sau khi các chú đảnh lễ, sư ông dạy, mấy chú còn nhỏ hãy ráng tu học, giữ gìn nội quy và phải sống cho hòa hợp chúng nghe. Nói xong, sư ông đưa tay xoa đầu hai chú. Sư ông dáng người cao đậm từ hòa, gương mặt phúc hậu, bàn tay sư ông như có một sức ấm nóng lạ kỳ lan tỏa khắp người. Gửi chú xong, thầy ra về. Trước khi ra cổng, thầy dừng lại, đặt tay lên vai chú thị giả Minh Huệ và nói giọng cảm động, chú Minh Huệ à, chú ở đây trước, Chân Thanh và Chân Hòa mới đến, hai đứa có gì chưa biết chú hoan hỷ chỉ vẽ dùm. Giọng thầy chân thành xúc động. Hồi còn ở trên Tân Uyên, chú và Chân Hòa hay sợ và tránh thầy, vậy mà lúc đó bỗng hai chú thấy lưu luyến, cứ lấn quấn bên thầy, sợ thầy đi mất. Chú theo sát chân thầy ra đến cổng, bất ngờ thầy quay qua ký lên đầu chú một cái rồi nói, thôi ở lại ráng học nghe. Thầy nắm hai vai quay chú trở vô rồi vội vã bước nhanh. Chú lặng người xúc động trước cử chỉ ấy của thầy. Ngày còn bé, chưa bao giờ thầy xoa đầu chú, không có một cử chỉ thân thiện nào ngoài ánh mắt âu lo mỗi khi chú nóng sốt, bệnh yếu. Bây giờ chú lớn rồi, thầy lại ký đầu chú như một chú bé con. Dáng thầy đã đi khuất khúc quanh con đường mà chú vẫn còn đứng đó, nước mắt chảy lúc nào không hay. Chú nhớ mãi hình ảnh của thầy hôm ấy. Phổ Quan, ngôi chùa mà chú mới đến ở không lớn lắm, nhưng khuôn viên khá rộng, ăn thông ra con đường Võ Duy Nguy phía trước. Ở góc sân chùa có một cây bồ đề lớn, cành đơm chi chít những quả chín màu nâu sậm, chim chóc giành nhau kêu ríu rít suốt ngày. Thỉnh thoảng lại rụng xuống một cái lá to có đuôi dài hơn những chiếc lá cây bình thường khác. Bên phải chánh điện là một con đường nhỏ với bờ râm bụt thâm thấp được cắt xén cẩn thận. Đối diện bên kia con đường là ngôi thất có gác gỗ của sư ông Diện Chủ. Bên này là cốc của thầy trụ trì. Dãy nhà tăng nằm phía bên trái chánh điện. Nói là dãy nhưng kỳ thực đó chỉ là một căn phòng lớn kê mấy dãy đơn dài. Chân Thanh và Chân Hòa được phân ở tại căn phòng đó, nằm ngủ trên một cái bộ ngựa màu mung bóng nhẵn. Cái bộ ngựa cũng là nơi dành riêng cho hai chú để mớ đồ đạc ít ỏi của mình. Buổi tối hai chú giăng chung một cái mùng, nhưng có riêng hai cái gối và hai cái mền. Phòng rộng có đến mấy chục chú, gồm cả chúng thường trụ lẫn chúng học đường, tất cả cùng học chung lớp sơ đẳng. Trong chúng học đường, tức những vị từ nơi khác đến học, Chân Thanh quen được huynh Thiện Tri, gốc người Phú Yên, rất giỏi kinh luật, luận và chữ Hán. Huynh Thiện Tri lớn hơn Chân Thanh khoảng 6-7 tuổi, nhưng chưa thọ tỳ kheo giới. Trong chúng thường trụ, Chân Thanh thân với huynh Minh Huệ nhất. Trong thâm tâm, Minh Huệ cũng rất mến Chân Thanh. Chú sa di trắng trẻo, ốm và cao, đến độ mấy huynh đệ trong chúng thường chọc là thanh cò. Được cái tuy mau miệng nhưng tính tình lại rất hiền hòa, không thích cãi cọ.
Một lẽ nữa là sư phụ của Chân Thanh đã có lời gửi gắm đệ tử của mình cho Minh Huệ, nên mặc nhiên chú coi Chân Thanh và Chân Hòa là hai sư đệ. Minh Huệ là học tăng giỏi nhất chúng thường trụ, được sư ông và thầy giám diện thương, thành thử Minh Huệ cũng có uy với chúng. Có một điểm chung giữa bốn huynh đệ là tất cả đều giỏi chữ Hán và viết chữ Hán rất đẹp. Chữ Thiện Tri thì cứng cáp, chữ Minh Huệ bay bướm, chữ Chân Hòa đều đặn, riêng chữ Chân Thanh thì ốm ốm, cao cao và hơi nghiêng nghiêng, trông giống hệt hình dạng của chú. Nhìn vào ai cũng nhận ra ngay chữ của Thanh Cò. Bộ ba Thiện Tri, Minh Huệ và Chân Thanh tuy tuổi tác ba người cách biệt, nhưng cả ba lại thân thiết, coi nhau như huynh đệ. Những tháng ngày tại Phổ Quan cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chiều chiều sau giờ cơm, Chân Thanh thường hay ra sân trước đứng nhìn cây bồ đề và con đường nhỏ. Chú như vẫn còn thấy dáng áo nâu của thầy đi khúc cuối con đường vào cái hôm thầy gửi hai chú ở lại đây tu học. Buổi sáng mấy huynh đệ cùng học nội điển tại trường, buổi chiều có khi nghe giảng, có khi tự học. Đối với Chân Thanh, chương trình nói chung không nặng lắm, vì chú và Chân Hòa đã được bổn sư dạy dỗ khá kỹ trong chương trình gia giáo tại chùa. Buổi tối sau giờ cơm chiều, hai chú được quý thầy trên cho phép đi học lớp đệ lục bộ túc văn hóa tại trường Tư Thục Tân Thạnh. Giờ học bắt đầu từ 6 giờ và kết thúc lúc 9 giờ. Hai chú ăn chiều qua loa rồi xách cặp đi học. Tối về, bụng đói lại phải thức khuya nên thỉnh thoảng mấy chú la giảng xuống bếp lục xin cơm nguội. Nội quy nhà bếp Phổ Quan khá chặt chẽ. Buổi tối các chú không được xuống bếp lục lạo đồ ăn, gây phiền hà cho những người nấu bếp. Nhưng Chân Thanh và Minh Huệ đặc biệt được mấy cô nhà bếp thương, nên hãy thấy bóng dáng mấy chú lấp ló gần khu vực bếp là các cô múc cơm lên cho, thỉnh thoảng khuấy bột bồi dưỡng các chú vì học khuya tội nghiệp. Đời sống chư tăng tại Phổ Quan bấy giờ rất kham khổ. Giờ quả đường trưa mới có cơm pha gạo trắng, thức ăn tạm tạm, còn buổi chiều và buổi sáng thì chỉ ăn toàn gạo đỏ, hạt nào hạt nấy to bằng hạt lúa mì, cứng ngắc. Đồ ăn gồm nước tương do nhà bếp pha chế, các thứ rau quả thì xin ở chợ về. Đạm bạc vậy, nhưng đời sống tu học của các chú không vì thế mà lơi lỏng.